Sáng nay ngày 18 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số khu dân cư và nhà ở trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch tại tổ 99, thăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người lao động ở tại các khu nhà trọ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Qua đó đề nghị lãnh đạo quận thường xuyên quan tâm, động viên, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, rà soát thống kê danh sách người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, thuê trọ để hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm, để người dân không thiếu lương thực thực phẩm trong những ngày phòng chống dịch. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Việt Nam, 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em và công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Moto Việt Nam, 100% vốn Nhật Bản, mỗi đơn vị có khoảng 600 đến 700 công nhân. Người lao động ở lại thực hiện 3 tại chỗ 30%. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án 3 tại chỗ, đảm bảo cho việc sản xuất sinh hoạt của người lao động. Đồng thời đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Việt Nam khắc phục ngay một số hạn chế như bàn ăn của công nhân chưa có vách ngăn, khu vực nhà vệ sinh chưa đảm bảo việc phòng chống dịch. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của công nhân trong thời gian đến để công nhân an tâm công tác.